Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Monster Master nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hay lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Bắt đầu thế nào anh em? Let's go. Ui, hay nhờ. Mediates. Nó kháng kháng cái gì đó anh em ạ. Nó có một cái chiêu băng ở phía dưới à. Hình như là kháng gì đó anh em ơi. Ui chết luôn á. Ảo nhờ. Ảo thế anh em. Thôi fireball giữa con này đã nhờ. Tính sau. Mình sắp lên 1000 điểm kìa. Obsidian helmet. Khó rồi, thật sự là khó khăn cho tôi rồi. Option MS. Đằng nào thì cũng thế à. Period frame. Ui, không kịp anh em ạ. Không kịp luôn. Nó có bóng tối không ta? Mình nghi ngờ nó có bóng tối lắm anh em ạ. Planet, planet. Ok. Mình không quan tâm lắm đến cái planet lắm. Chết luôn chàng. Khỏe quá nhỉ. Mình sẽ hồi cái chiêu này phát. Ok, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Tôi tự nhiên tôi đưa tôi một thế khó à. Tự đưa mình vào một thế cực kỳ là khó à. Rồi chúng ta cũng sẽ kéo theo một vài con nữa. Keychain gì gì đó này. Ảo nhỉ. Sắp có ấy rồi. Nay mình đấu nào được. Không đánh được rồi. Gần như không đánh được rồi anh em ơi. Khó quá rồi. Khó nhỉ, thật sự là khó. Không dễ dàng tí nào để đánh con này. Dark Ritual. Vẫn chết à, vẫn chết vì băng à. Nice, trời ơi, đơn giản chưa bạn ơi. Đó là căn đấy anh em ạ. Con này, thật ra con bóng tối này vẫn có thể là hủy diệt được nha anh em. Cho chỉ cần căn thôi. Cho có thêm quả trứng ở đây nữa này. Chúng ta chỉ việc căn lực thôi. Nó cũng khá đơn giản nhỉ. Yeah. Chúng ta đánh một cái trận công nhận là mệt, công nhận là khó. Công nhận là khó nhằn luôn ấy. Thật sự là khó nhằn luôn. Nó cho mình độc à? Khó chịu nhỉ. Nó cho mình độc cái này thì rất là khó chịu à. Ghét luôn à. Khó chịu thật. Thật sự là khó chịu à. Nó cho mình ngủ luôn rồi. Cái độc này nó thốn à. Siêu thốn luôn anh em ạ. Với cái chiêu này thì siêu thốn rồi. Khó chịu quá. Đai luôn cưng ơi. Không kịp ZZ rồi. Nhưng ngay không kịp ZZ mà. Con này đánh con nào ta? Con chim à? Để gần gần đến anh em ơi. Đây, tầm tập này. Ôi giời. Tôi lại thua rồi. Ảo nhỉ. Nó còn bị dính thêm một đòn của bên này nữa. Chịu. Dừng lại em ơi. Dừng lại em ơi. Anh đang hồi máu cưng.
Không có nào có thủ à. Khó thật đấy. Thật sự là khó, khó nhằn này cho chúng ta luôn anh em ạ. Có kịp không? Có kịp nhanh đến thế không? Có kịp nhanh đến thế không cưng? Chắc mình sẽ đài. Ô, băng lửa. Ảo nhỉ? Có cả vừa băng vừa lửa. File này có cả băng lửa ấy. Ô, nguyên lửa không á? Ảo thật đấy. Mình có cái flame kia chưa hồi anh em ạ. Tôi sẽ búp cái obsidian vào đây nhá. Chưa chơi hồi cái đủ cái này luôn. Chưa hồi đủ cái này luôn để làm, để làm skill body slam. Không, không kịp rồi. Chứ, bây giờ còn dùng con này thì thấy nó khá là kỳ lạ nhỉ. Ô, trận này khó quá. Trời, có lẽ mình không nên để con chim lên đầu tiên anh em ơi. Nhờ. Mình cần thay đổi lại cái đội hình của mình cái. Mình cần một cái con gì đó nó khác đi, đúng không? Con này để cuối đi. Con đấy là con át chủ bài ở cuối cùng đi anh em. Khó ghê ta. Nhờ. Nhưng mà chưa gặp con chim thì rất là mệt. Nếu gặp con chim thì rất là mệt luôn nhá. Không biết chơi kiểu gì. Thật sự là không biết chơi kiểu gì luôn. Hồi skill lên nào bạn ơi. Khó ghê ta. Thật sự là khó, khó, khó nhằn. Né được mà. Mình né được chiêu mà. Con này à. Con này là bị trị tận gốc rồi anh em ơi. Con này là bị trị tận gốc rồi. Nó đổi là con bay à? Con chim anh em ạ. Khó chịu nhỉ. Khó chịu thật đấy anh em ạ. Chúng ta không, không kịp à? Không kịp làm gì à? Nice, 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 nice. Chúng ta đổi tiếp con này anh em ơi. Không biết có kịp không? Không kịp rồi. Fury. Khó nhờ. Nó đang kiểu tức giận anh em ạ. Nó kiểu dạ tức giận ấy. Ui không kịp dùng cái này chậm quá. Cho tốc độ chậm quá. Tốc độ quá chậm luôn ấy. Ờ. Nó chết bị lửa mà. Nhanh hơn mà mình nhanh hơn nó một xíu anh em nhá. Cho nhanh hơn nó một xíu. Thủ vậy đã. Kích không kịp đâu em. Ui vẫn kịp. Vẫn kịp đánh mình phát nữa anh em ơi. Nhưng mà bây giờ thì chắc là thôi rồi. Chắc cố đấm ăn xôi. Cố đấm ăn xôi. Còn con cuối cùng là con độc à? No, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Tôi nhìn thấy cái team này tôi biết tôi thắng rồi anh em. Con đi now này thì nó khá yếu. Theo mình thấy đó đoán là khá yếu. Trốn đâu? Mày trốn đâu? Trốn đâu cưng, anh cưng còn một con ở phía dưới nữa cơ. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé nha anh em. Rồi hôm nay mình có một con nữa mà mình đang muốn tiến hóa lên. Đây, đây chính là cái con sấm sét này. Con Tiny X, không biết nó sẽ tiến hóa thành con gì, nó có đẹp không nữa. Hy vọng nó sẽ khỏe khỏe, level 5. Nó có skill. Chắc bỏ skill này đi anh em. Skill này là Slot Enemy này gây ra 13 dam anh em ạ. Và chỉ có mất 0.8% thôi, 0.8 giây để kích hoạt thôi. Electric Fury và gì đấy, Aftershock. Mình sẽ tập đánh con này nhá, trong tập sau nha anh em. Và rồi chúng ta skill nhé, bye bye.